Cho nên trận đấu ngày hôm nay sẽ xác định ngôi đầu bảng để có thể tránh được gặp đội chủ nhà UEFA Qatar ở vòng tứ kết. Và khúc không quá khi nói đây không chỉ là một trận chung kết của bảng đấu bảng B của vòng chung kết UEFA châu Á năm nay, mà còn là một trận chung kết sớm của giải đấu này giữa hai ứng cử viên vô địch hàng đầu Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở bất kỳ giải đấu nào của đấu trường châu lục thì các đội bóng của Hàn Quốc và Nhật Bản luôn được đánh giá là những ứng cử viên vô địch hàng đầu, và lứa UEFA cũng vậy. Cho dù đến với giải đấu năm nay, cả hai đội đều không thể có được lực lượng mạnh nhất, chủ yếu là vì lý do các đội bóng ở châu Âu từ chối nhà quân. Do đây là một giải đấu trẻ không nằm trong hệ thống FIFA. Các cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc đang bước ra sân để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở bảng B, trận đấu tranh ngôi nhất bảng. Một trận đấu khiến chúng ta có thể nhớ lại trận chung kết của UEFA châu Á năm 2016, nơi mà UEFA Hàn Quốc và UEFA Nhật Bản đã tạo nên một cuộc đối đầu vô cùng kịch tính. Ở đó thì Hàn Quốc dẫn trước với tỷ số 2-0, nhưng trong hiệp 2 UEFA Nhật Bản đã có một màn lượn dòng phải nói là kỳ diệu để giành chức vô địch với chiến thắng chung cuộc 3-2. Và đó cũng là chức vô địch duy nhất của UEFA Nhật Bản cho đến thời điểm này. Và cho tới nay đó vẫn được coi là trận chung kết hay nhất trong 5 kỳ giải UEFA châu Á đã được tổ chức. Đá luôn luôn là những nền bóng đá hàng đầu của châu Á, mà mỗi lần đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Hàn Quốc hay các đội tuyển trẻ của hai nền bóng đá này gặp nhau luôn mang tới